Các bạn nữ là đừng rủ tôi đi chơi nữa được không? Bởi vì tôi có người yêu rồi. Người yêu của tôi ấy là một người rất xinh đẹp và hiền dị. Tất cả những lời này đều là thật lòng đấy. Xem này, em làm người yêu anh nhá, chịu không? Em chịu. Đã bảo bao nhiêu lần rồi là lưu cái số điện thoại vào mà không chịu nghe à? Anh đọc đi. Không. Yêu anh mà em. Niềm vui em có nơi anh thì không. Xin là xin vĩnh biệt cô. Mọi người bấm vào link để xem mình livestream mỗi buổi tối nhé. Khi cô ấy đợi tôi thay đồ. Anh ấy đi chơi thôi. Ok. Khi tôi đợi cô ấy thay đồ. Thay đồ nhanh đi chơi em ơi. Ok. Đi thôi. Mọi người bấm vào link để xem mình livestream mỗi buổi tối nhé. Tôi cực kỳ nhiều hợp đồng luôn, không hiểu không? À. Cứ ký thoải mái đi. Đấy, cái vấn đề là chỗ đấy đấy được không? Mọi người bấm vào link để xem mình livestream mỗi buổi tối nhé. Cho em điện thoại nào. Mật khẩu là gì nhỉ? Mật khẩu là... Có đúng đâu. Quá sao anh không nhớ thế này đâu quá à? Mọi người bấm vào link để xem mình livestream mỗi buổi tối nhé.